Có một bạn bạn hỏi tôi rằng là em vừa đăng ký bên anh rồi cái iPhone 14 Pro Max, thì cũng nhiều anh em cũng đang lăn tăn về cái vấn đề là khi mà đặt hàng tại ClickBuy iPhone 14 Series thì sẽ được hưởng những cái quyền lợi như thế nào. Thì đầu tiên đó là về cái mức giá, tôi cũng đã xét hết rồi, cũng các hệ thống lớn người ta đang làm như thế nào thì tôi lúc nào cũng để giá rẻ hơn, cái đấy là điều chắc chắn, chúng ta có thể, anh em có thể check lại cái vấn đề đó. Còn cái vấn đề thứ hai đó là khi mà chúng ta, các bạn đặt hàng bên ClickBuy á, với cái trong cái thời gian pre-order thì các bạn sẽ được tặng miễn phí luôn, đấy là cái gói 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng. Nghĩa là như thế nào? Đó là máy mà các bạn bị lỗi á, các bạn mang ra các trung tâm bảo hành của Apple, nếu mà người ta có cái phiếu xác nhận là con máy này bị lỗi thuộc diện bảo hành thì các bạn mang con máy và cái phiếu bảo hành lại đây, lại tại các cửa hàng ClickBuy á, các bạn sẽ được đổi một chiếc máy khác, mà chiếc máy khác nó là nguyên siêu nhá, nguyên siêu chứ không phải. Cái này nó là quá khác biệt rồi. Cộng với thêm nữa, cái vấn đề thứ ba khi các bạn đặt trong cái thời gian pre-order iPhone 14 Series đó, đó là tất các bạn đã có sẵn luôn cái gói gọi là hỗ trợ rời vỡ rồi. Nghĩa là như thế nào? Đó là cái gói mà giả sử khi các bạn không rơi vỡ thì các bạn không được bảo hành, đúng không? Hoặc là rơi vào nước thì các bạn sẽ được hỗ trợ là tất cả những cái lỗi mà phát sinh nếu mà bị rơi vỡ vào nước đó, là ClickBuy sẽ miễn phí. Fake ID rơi vỡ nát màn hình hoặc là vỡ kính hoặc là bất cứ một lỗi gì sẽ được sửa chữa miễn phí. Còn về cái vấn đề màn hình thì ClickBuy sẽ hỗ trợ 30% tiền phí thay màn hình. Ok, cộng thêm một nữa đó là cái option là nếu máy mà không sửa được mà lát tan không còn cái gì cả thì ClickBuy sẽ hỗ trợ 20% tiền giá trị máy tại thời điểm các bạn bị rơi. Đấy là những cái mà chưa nói là những cái option là voucher tặng các bạn khi mua phụ kiện, hoặc là các bạn là khách cũ thì các bạn lại sẽ được giảm thêm tiền so với cái giá mà các bạn đặt hàng đó. Đấy là những cái lợi thế mà so với các đơn vị khác vừa giá rẻ hơn, và những cái option mà tôi vừa nói á, đó là duy nhất tại Việt Nam, không bên nào có tại thời điểm này. Hiện tại thì cái giá pre-order cực kỳ tốt rồi, nó sẽ dao động khoảng tầm 31 triệu cho đến 32 triệu rưỡi tùy từng mặt. Các bên khác thì giá nó cao hơn rất nhiều, anh em có thể cân đối. Cảm ơn anh em, chúc anh em sẽ sớm có trong tay cái sản phẩm iPhone 14 Series. Chào anh em.